Xin chào Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài học về tính trừu tượng Attraction. Thai grip trừu tượng được thể hiện qua thai grip lớp dẫn xuất, thai grip interface, chúng đều liên quan đến tính trừu tượng. Một định nghĩa về thai grip trừu tượng. Tính trừu tượng Attraction là việc chương trình bỏ qua hay không chú ý đến một số khía cạnh của thông tin mà nó đang trực tiếp làm việc lên, nghĩa là chương trình chỉ tập trung vào những cốt lõi cần thiết. Ở một số khía cạnh khác, thai grip trừu tượng còn để chỉ việc cho phép hoàn thành công việc nhưng không cho phép cách thức hoàn thành như thế nào. Thai grip trừu tượng còn thể hiện qua việc một số đối tượng ban đầu có thể có một số đặc điểm chung cho nhiều đối tượng khác, nhưng bản thân đối tượng này không có phương thức thực thi. Phải đến khi các đối tượng mở rộng là các nấc con của đối tượng ban đầu thì mới có. 2. Cách sử dụng thai grip trừu tượng. Tính trừu tượng của thai grip được thể hiện qua attract class, thai grip lớp dẫn xuất và thai grip interface. Thai grip lớp dẫn xuất, một class cha cho tất cả các class có cùng bản chất. Từ khóa để khai báo một lớp dẫn xuất là attract class. Các phương thức muốn là trừu tượng thì sử dụng từ khóa attract trước tên hàm. Ta sẽ đến với phần thực hành. Ở bài hôm trước chúng ta đã tạo ra một lớp ldt.ts. Có lớp ông là lớp sinh viên, ta sẽ thêm từ khóa abstract ở lớp này để thực hành. Chúng ta sẽ thêm một phương thức abstract là phương thức quốc tịch. Class sinh viên đại học FVDH là con của class FV, vì thế cũng phải implement phương thức này. Tôi sẽ để là người Việt Nam. Ở phần phía dưới này tôi sẽ comment lại các phương thức cũ và gọi ra phương thức quốc tịch, phương thức abstract. Chúng ta sẽ build thử và chạy. Như vậy là đã thành công. Thai grip interface là một chức năng mà bạn có thể thêm vào bất kỳ class nào, từ khóa để khai báo một lớp. Thai grip interface là interface, các phương thức không thể định nghĩa code xử lý. Lớp thực thi có thể implement nhiều interface cùng lúc. Chúng ta cùng đến với interface. Em sẽ khai báo mới một interface. Tên là môn cơ sở, interface môn cơ sở. Trong interface môn cơ sở của chúng ta sẽ có một phương thức là môn học cơ sở. Phương thức này chúng ta sẽ chỉ in ra màn hình môn học cơ sở. Do là interface nên ta cũng chỉ khai báo tên hàm ở đây, và ta sẽ định nghĩa hàm ở các lớp implement interface. Ta sẽ tiếp tục cho class du học sinh DUSH implement interface môn cơ sở. Chúng ta sẽ log
ra màn hình. Môn cơ sở là tiếng Việt. Do là du học sinh nên bắt buộc phải học tiếng Việt. Chúng ta sẽ tiếp tục ra hàm môn học cơ sở từ Interface. Chúng ta tiếp tục build và chạy thử. Như vậy là đã thành công rồi. 3. Sự khác nhau giữa lớp xác suất và interface. Sự khác nhau giữa chúng đó chính là mục đích sử dụng. TypeScript lớp xác suất là một class cha cho tất cả các class có cùng bản chất. Bản chất ở đây được hiểu là kiểu loại nhiệm vụ của class. Hai class cùng thực hiện một interface có thể hoàn toàn khác nhau về bản chất. TypeScript interface là một chức năng mà bạn có thể thêm vào bất kỳ class nào. Từ chức năng ở đây không đồng nghĩa với phương thức hoặc hàm. Interface có thể bao gồm nhiều hàm, phương thức và tất cả chúng cùng phục vụ cho một chức năng. 4. Tính trừu tượng với tính đóng gói. Điểm giống nhau, cùng dùng để che giấu. Điểm khác nhau, TypeScript trừu tượng chỉ thích trích xuất thông tin có liên quan và bỏ qua các chi tiết không cần thiết. Tính đóng gói, một phương pháp để ẩn dữ liệu trong một thực thể hoặc một đơn vị cùng với một phương pháp để bảo vệ thông tin từ bên ngoài. 5. Tổng kết. Như vậy là bài học về tính trừu tượng abstraction trong TypeScript của chúng ta đã kết thúc. Thông qua bài học, tôi mong các bạn sẽ hiểu được TypeScript trừu tượng thông qua việc thực hành TypeScript lớp sản xuất và TypeScript interface. Xin chào và hẹn gặp lại!